trại Thanh Xuân đón các cái thùng giấy của khách hàng gửi. Thế bà con nhìn mẫu cách đóng thùng để gửi cho trang trại Thanh Xuân. Bà con có thùng to thì đóng nhiều, thùng nhỏ thì đóng ít. Các loại thùng. Giờ gửi và để chia cho các đại lý thì trang trại thường là gửi đi ngoài bến, đôi khi nó bị lệch giờ thì phải mang về để đợi giờ gửi hoặc ghép thêm thùng để gửi cho khách hàng. Đây là có các cỡ thùng luôn. Khi đóng giấy thì bà con có thể đóng bằng cành lá khô, cây ngô, cây đạt hoặc là bìa cắt tông gấp. Có nghĩa làm sao để cho con giấy nó đủ chỗ bu bám, không dẫm đạp lên nhau. Không dẫm đạp lên nhau thì nó sẽ an toàn. Ở các cái miệng thùng thì bà con câu lưới như thế này hoặc là chùm lên trăng dây chút để tránh khi mà cái thùng nó ngả nghiêng nó trào ra. Biết các cái thông tin chi tiết thì xin mời bà con truy cập website trang trại thanh xuân.com để tìm hiểu về cái cách nuôi dế tắc kè bọ cạp. Ở trên website trang trại thanh xuân.com thì trang trại có giới thiệu đầy đủ các cái mục, ví dụ như là làm thùng, làm chuồng, chuẩn bị những dụng cụ gì, chăn nuôi như thế nào. Ngoài ra thì trang trại có ghi rõ các cái gói thu mua hợp đồng, giá bán, giá mua. Khi trang trại bán các cái gói dế cho bà con chăn nuôi thì sẽ có hợp đồng ký rõ tên, chữ ký đóng dấu đỏ. Giá thu mua thì trang trại có ghi rõ trên hợp đồng để bà con yên tâm nuôi. Giá đó là giá cố định không thay đổi. Còn về giá cả thì bà con mở website ra xem thì rõ ngay. Trong quá trình xem mà có phần nào không hiểu xin mời bà con gọi điện thì trang trại sẽ tư vấn và trả lời. Bà con có thể mua luôn gói to để bán nhiều hoặc là có thể mua dần các cái gói từ nhỏ đến cao. Đấy. Cần phải nuôi thử thì bà con tăng gói dần, bà con mà chắc chắn rồi thì bà con có thể mua luôn gói lớn để chăn nuôi. Trang trại Thanh Xuân nhận hàng của bà con xong, cân xong đầy đủ sẽ chuyển tiền cho tài khoản của bà con ngay trong ngày, không bao giờ để đến ngày thứ hai.
Đây là các cái thùng trứng dế. Website trang trại thanh xuân.com. Ngoài ra thì còn có hai kênh YouTube để bà con vào xem video. Nhưng thường thì bà con vào website trang trại thanh xuân.com thì sẽ có đầy đủ các thông tin chi tiết. Bà con ngồi nghiên cứu. Trang trại Thanh Xuân khi bán cho bà con thì cam kết làm đúng theo hợp đồng. Quan trọng nhất là cái giá thu mua là mua giá cố định rồi. Bà con nuôi dế thì nên quan tâm đến cái giá thu mua và cái mức thu mua ấy. Còn dế thì bà con có thể nhân ra thoải mái. Nhiều người khách hàng cứ hỏi là một khay thì nuôi bao nhiêu mét vuông, rồi là nuôi bao nhiêu cân. Thế khách hàng thì cũng không quan tâm đến cái giá mua và mức mua, tại vì nuôi được bao nhiêu thì cái đấy nó không quan trọng. Quan trọng là con sau này phải nhân được ra bán hàng tháng đấy. Còn cái đứa đầu tiên nuôi nhiều khi là nó thất thoát, hay là nuôi con dế nó to hay con dế nhỏ, nó đã chênh lệch cái độ cân đi rồi. Thế quan trọng nhất của nuôi dế này là cái đầu ra và cái giá thu mua hoặc mức mua thôi. Còn dế thì trứng nó đẻ ra rất là nhiều, nhân ra rất là nhanh. Con xem như thế này thì mỗi ngày nó ra bao nhiêu khay trứng. Và con muốn cho dế nó đẻ nhiều thì mình bớt ra cái lượng bố mẹ nhiều thì nó đẻ ra rất nhiều. Đấy thì tự điều chỉnh được. Quan trọng nhất là cái giá, và con bán được bao nhiêu, ổn định hay không, và cái mức bán hàng tháng. Thì đấy là cái quan trọng. Còn cái nuôi thì có nhiều phương pháp nuôi, nuôi chặt hay nuôi rộng. Thì mỗi trang trại, mỗi cơ sở có một cái cách nuôi riêng. Sau này trứng nó đẻ ra hàng ngày thì bà con có thể thí nghiệm. Ví dụ một cái thùng này mình nuôi như thế này, thùng kia nuôi thế kia, tại vì trứng mình tự nhân ra được. Đấy, thùng người nuôi thế này thì nuôi thế kia, cho ăn cái này thì kia, bà con thử nghiệm rất là dễ thôi. Tại vì trứng mình nhân ra được, nó không tốn tiền đi mua nữa. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Kính chào bà con.